Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các anh chị cựu học sinh thân mến, và sau đây chương trình liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày trở về niên khóa 1991-1994 của trường Trung học phổ thông B Nghĩa Hưng trong buổi tối ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Love has got me cut off, drives me to the door. Every little piece is like knocking at your door. Tell me, tell me, tell me, can't you see the signs? Written by a maniac, this love has made me blind. Can't deny the poison gets me high. Just a little taste shook my life and hit me like a drum. Hey, 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 I'm a mumbo, I'm a mumbo. Của trường Trung học phổ thông B Nghĩa Hưng. Thu Trang xin được hân hoan chào đón và nồng nhiệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh đã về tham dự chương trình liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày trở về niên khóa 1991-1994 của trường Trung học phổ thông B Nghĩa Hưng ngày hôm nay. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các anh chị cựu học sinh thân mến, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với biết bao kỷ niệm đẹp, thấm thoát đã 25 năm, các bạn học cùng khóa ngày xưa mới có dịp trở về gặp lại thầy giáo, cô giáo thân yêu cùng bạn học thân thiết thuở nào. Và lời đầu tiên thay mặt cho toàn thể thành viên khóa 1991-1994, em xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc. Trong niềm vui hội ngộ này, chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Xin được gửi tới tất cả các anh chị lời chào thân thương nhất, chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và thật nhiều ý nghĩa. Chúc cho tình bạn ngày càng bền chặt và gắn bó. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị trong chương trình ý nghĩa ngày hôm nay.
thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị, kể từ ngày cựu học sinh chia tay mái trường, thầy cô và bạn bè, nay đã trải qua 25 năm và cũng ngần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan của cuộc sống, với bao niềm vui, bao nỗi buồn, nhiều điều để nhớ và nhiều điều cũng bị thời gian làm xóa nhòa, làm lãng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm mùa hè qua đi, mỗi dịp phượng hồng rực cháy, những hình ảnh, những kỷ niệm về một thời áo trắng ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng ta nỗi niềm bồi hồi, xúc động. Và cũng trong sự xúc cảm đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để gặp lại thầy cô giáo thân yêu cùng các bạn, lắng đọng và chan chứa yêu thương. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị thân mến, và đêm liên hoan nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay, thay cho những tình cảm chân thành của lứa học trò ngày ấy, tri ân tới các thầy giáo, cô giáo, tri ân tới mái trường Trung học Phổ thông B Nghĩa Hưng. Kính thưa quý vị, quý thầy cô, các anh chị, và thật vinh dự cho chúng em trong buổi tối thân tình này được chào đón sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo, nguyên là lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường đã trực tiếp giảng dạy công tác tại niên khóa 1991-1994, sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu đương nhiệm, các thầy giáo đang công tác tại trường. Và chúng ta hãy dành cho các thầy giáo, cô giáo của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn, thưa toàn thể quý vị. Vâng, và chắc chắn rồi, trong buổi tối ngày hôm nay không thể thiếu được các thành viên niên khóa 1991-1994 thân yêu. Và chúng ta hãy dành cho các anh chị một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng, chào đón các anh chị trở về mái trường thân yêu. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa thầy cô và các anh chị, và ngay sau đây để mở đầu cho đêm nghệ thuật ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Trần Thanh Hà, phó ban tổ chức, sẽ lên phát biểu khai mạc cho đêm liên hoan nghệ thuật ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời anh. Vâng, và kính thưa quý vị và các anh chị, không quên dành cho anh Trần Thanh Hà một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của anh trên sân khấu lúc này. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn cựu học sinh khóa học 1991-1994 yêu quý. 25 năm một chặng đường, 25 năm với bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Ngày hôm nay, niên khóa 1991-1994 cùng nhau gặp mặt đông đủ dưới mái trường Nghĩa Hưng B thân yêu. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô kính mến. Lời đầu tiên, cho phép em được thay mặt cho các bạn niên khóa 1991-1994 xin được chào mừng các thầy cô giáo, các vị đại biểu, các bạn đã về dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm ngày ra trường hôm nay. 3 năm học gắn bó dưới mái trường cấp 3B Nghĩa Hưng, 20 năm ấy chân không nghỉ để có một ngày hội ngộ thiêng liêng và ý nghĩa biết bao. Để chúng ta được gặp nhau ở đây ôn lại những kỷ niệm xưa, gặp bạn cũ gợi cho nhau những kỷ niệm xưa, gặp bạn cũ và những cái tuổi thần tiên của chúng ta thật là đẹp. Đặc biệt chúng ta được gặp gỡ các thầy cô đáng kính, đã cho ta những tri thức, ước mơ, hoài bão để bay đi khắp mọi miền làm đẹp cho quê hương đất nước. Xin kính chúc các thầy cô, các vị đại biểu hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn, cựu học sinh và người thân một ngày tràn ngập niềm vui. Với tình cảm của chúng em hôm nay, ngày trò, học trò ngày ấy, 20 năm, năm xa cách. Xin mời quý thầy cô và các quý vị đại biểu cùng các bạn thưởng thức chương trình nghệ thuật do các ca sĩ đến từ thủ đô Hà Nội, đến từ thành phố Nam Định, đến từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, các tiết mục ảo thuật do Liên đoàn Siếc Việt Nam thể hiện, cùng các ca khúc của cựu học sinh và các vũ đạo của các em học sinh trường Trung học Phổ thông B Nghĩa Hưng trình diễn. Thay mặt cho ban tổ chức, em xin tuyên bố chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 25 năm ngày ra trường xin phép
được bắt đầu. Trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu khai mạc của anh Trần Thanh Hà, phó ban tổ chức. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị thân mến, và sau bao nhiêu năm xa cách thì một quãng thời gian rất là dài, và ngày hôm nay tất cả các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị được gặp lại nhau, đó là một điều rất tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Và ngay sau đây thì Thu Trang xin được nhường lại sân khấu cho tất cả các nghệ sĩ, cùng với âm thanh, cùng với ánh sáng, cùng với tiếng pháo, với những giai điệu tuyệt vời của những bản nhạc sẽ được vang lên để hòa mình với một đêm nghệ thuật tuyệt vời, để dành tặng sự tri ân đối với tất cả các thầy giáo, cô giáo cũng như là các anh chị tri ân tới mái trường thân yêu của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm rất là vui tươi, ca khúc Áo Trắng Đến Trường, với phần biểu diễn của nữ ca sĩ Hoàng Thảo và nữ ca sĩ Thu Duyên. Và quý vị không quên dành cho tiết mục Áo Trắng Đến Trường một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị.
Xin được trân trọng cảm ơn nam ca sĩ Quốc Huy với một sáng tác vô cùng yêu thương để dành tặng tất cả các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là các anh chị cựu học sinh khóa 1991-1994. Và ngay sau đây để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời các thầy giáo, cô giáo cùng các anh chị sẽ cùng thưởng thức một sáng tác rất nổi tiếng đã đi cùng 5 tháng mà chắc hẳn các khúc này những người thầy, người cô của chúng ta sẽ vô cùng yêu thích và chắc chắn sẽ có những người rất là thuộc các khúc này, bởi vì có thể các thầy giáo, cô giáo ngày xưa của chúng ta vừa là người giáo viên đồng thời cũng là chiến sĩ, được không ạ? Và ngay sau đây một ca khúc, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp xin được trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo và các anh chị ca khúc Cô Gái Vót Trông với phần biểu diễn của nữ ca sĩ Hoàng Thảo. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe và chúng ta không quên dành cho nữ ca sĩ Hoàng Thảo một tràng vỗ tay thật lớn thưa toàn thể quý vị. Cảm ơn nữ ca sĩ Hoàng Thảo với một nhạc phẩm vô cùng tuyệt vời, với những phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời. Và có lẽ với phần biểu diễn tuyệt vời đó thì xin toàn thể các cô giáo, các thầy giáo cũng như là toàn thể các anh chị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn nữ ca sĩ Hoàng Thảo, được không ạ? Vâng, và Thu Trang cũng xin được bật mí thêm là nữ ca sĩ Hoàng Thảo hiện đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và đã từng tham gia rất nhiều giải Sao Mai và đạt giải cao đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng là nữ ca sĩ Hoàng Thảo trong tương lai sẽ trở thành những ca sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam. Và một lần nữa chúng ta hãy dành cho nữ ca sĩ Hoàng Thảo một tràng vỗ tay thật lớn nữa thưa thầy cô và các chị ạ. À, vâng, và tôi xin được hỏi các thành viên của lớp E ngồi ở đâu ạ? Lớp 12E ngồi ở đâu ạ? Các anh chị có thể hô lớn được không ạ? Và
Vâng, và cây văn nghệ của lớp 12E các anh chị có biết là ai không ạ? Ai ạ? Hãy hô tên là lớn tên người đó cho em được không ạ? Wow, vâng, chắc chắn rồi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ lần lượt được nghe những cây văn nghệ của các lớp niên khóa 1991-1994 đứng trên sân khấu này để dành tặng tất cả các thầy cô cũng như là các anh chị. Và ngay sau đây thì tôi Trang xin được mời lên sân khấu giọng hát của chị Minh Thành lớp 12E với ca khúc Miền Trung Nhớ Bác. Và một trong các tay thật lớn để chào đón giọng hát của chị Minh Thành, thưa toàn thể quý vị. Dáng đi của người hằn trong đôi mắt sáng ngời vẫn nguyên vẹn một khoảng trời phương nam. Còn qua Cẩm Lệ sông Hàn, Ngũ Hành Sơn đứng mơ màng bóng cha, hơi người nở đất cùng hoa, tấm thân hai cuộc sông pha Trường Kỳ, hàng cây bạc đà xanh dì bóng dâm tọa mát đường đi. Xa bao la đất miền Trung, không biết hồi ấy
biến muôn đời. Hát lại nỗi nhớ mong biến muôn đời. Hát lại nỗi nhớ dạ, cho em xin gửi lời chào kính trọng và lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các thầy cô giáo đã dạy chúng em khóa 91-94. Và cho em cũng gửi lời chào tới tất cả các thầy cô giáo đương thời. Cho em, cho mình gửi lời chào trân trọng và thành công nhất đối với tất cả các bạn khóa 91-94 hôm nay có mặt. Và các bạn cũng là vắng mặt ạ. Và xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị đại biểu. Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn một tiết mục rất là tuyệt vời của chị Minh Thành lớp 12E. Vâng, kính thưa các thầy giáo, cô giáo thân mến, và trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta có hai người mẹ. Người mẹ thứ nhất đó là có cái công hình thành, dưỡng dục và sinh đẻ ra ta. Và người mẹ thứ hai đó chính là các thầy giáo, cô giáo cho chúng ta cái chữ và cho chúng ta tri thức để trở thành người, đúng không ạ? Vâng, và ngay sau đây sẽ là một nhạc phẩm rất là tuyệt vời, thể hiện tình cảm của lứa học sinh sau 25 năm xa cách. Ngày hôm nay, mẹ ơi con đã trở về bên mẹ là trở về bên thầy cô yêu thương, người mẹ hiền thứ hai đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng em khôn lớn. Và đây là một ca khúc đặc biệt mà những người làm chương trình xin được dành tặng người mẹ thứ hai, những người thầy, những người cô trong buổi tối ngày hôm nay. Ca khúc Mẹ con đã về với phần biểu diễn của nữ ca sĩ Ngọc Anh đến từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nữ ca sĩ Ngọc Anh, thưa toàn thể quý vị. Mẹ
Em xin được trân trọng cảm ơn nữ ca sĩ Ngọc Anh với một nhạc phẩm rất là tuyệt vời. Kính thưa các thầy cô, các anh chị thân mến, và tìm về với mẹ, tìm về với thầy cô là tìm về với cội nguồn của yêu thương, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta vừa được lắng động trong một ca khúc hết sức ý nghĩa, hết sức tuyệt vời do nữ ca sĩ Ngọc Anh dành tặng tới tất cả các thầy cô. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cũng như các thầy cô sẽ cùng đón nghe tiết mục tiếp theo, tiết mục Ngẫu Hứng Sông Hồng với phần biểu diễn của Tam Ca, Hương Thảo, Thu Duyên và Quốc Huy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
buồn về. Tiếng ơi con sao rất sượt chờ mong của chị, thương con mẹ thương quá xa. Ông hoa mùa thu, hoa rơi mùa thu, một ngày mùa thu đầy gió. Con sao sang rồi mà gió, con dĩ thương ngài lội gió. Các nghệ sĩ rất nhiều, một tiết mục rất là tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô và các anh chị thân mến, và có lẽ đến giờ phút này thì chúng ta có thể nói được rằng mọi khách quan tác động đến từ bên ngoài đều quan trọng, nhưng quan trọng nhất đó chính là tất cả chúng ta, đúng không ạ? Và qua tiết mục vừa rồi thì tôi đang thấy rằng là mặc dù là nhạc mất và mic mất, nhưng các nghệ sĩ của chúng tôi vẫn hát rất say sưa, và đặc biệt là những tràng vỗ tay của các thầy cô giáo và các anh chị thì không ngớt để dành cho các nghệ sĩ của chúng tôi. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị. Vâng, và ngay sau đây để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục tiếp theo. Và tôi trang xin được hỏi lớp D các anh chị ngồi ở đâu ạ? Lớp D đâu rồi ạ? Hôn lớn cho em được không ạ? Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một cây văn nghệ của lớp D, và chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của anh Lê Duy Trình với ca khúc Về Quê, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Và với một ca khúc tuyệt vời này, anh muốn dành tặng tất cả các thầy giáo, cô giáo cũng như các bạn của mình. Chúng ta không quên dành cho anh Trình một tràng vỗ tay thật lớn đi thưa thầy cô và các chị ạ. Con Duy Trình xin được trân trọng kính gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô mà lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn khóa 91-94. Đưa nhau ta
thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ôi quê ta giàu sương dại nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mãi xưa kia giang anh nhớ giang chi giang mẹ tôi đưa nhau ta thì về đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa bao nhiêu năm tháng đời đua che phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi đôi khi cánh cò xưa là cao thấp nước qua cầu thời gian trôi mau nơi bền lâu là nơi lắng sâu thiếu quê một chiều mưa ba tối cơn mưa rừng ta dòng quê dài vâng xin được cảm ơn một tiết mục rất là tuyệt vời của anh Lê Duy Trình của lớp D ạ. Và kính thưa toàn thể các thầy giáo cô giáo các chị thân mến, và có lẽ là ngay sau đây thì Thu Trang xin được hỏi một thầy giáo cô giáo đã từng tham gia giảng dạy các chị khóa 1991-1994 khi mà về tham dự chương trình rất là hoành tráng ngày hôm nay, và đặc biệt là được nghe các anh chị thể hiện tài năng của mình, thì không biết thầy cô có cảm nghĩ gì không ạ? Vâng ạ, em xin được hỏi cô đã từng tham gia giảng dạy các anh chị đúng không ạ? Vâng ạ, và cô nhìn thấy các anh chị lứa học trò của mình ngày xưa trưởng thành, cô có cảm thấy tự hào không ạ? Vâng, xin chào tất cả các thầy, các cô và các em. Hôm nay tôi rất là vui và rất là cảm động là các em từ khắp mọi miền của đất nước đã về đây hội ngộ, tri ân các thầy, các cô. Bây giờ đã 25 năm rồi, nhưng vẫn nhớ đến các thầy, các cô. Và hôm nay cứ hội tụ về đây và các thầy các cô lại có điều kiện 25 năm lại được gặp nhau. Trước hết tôi xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn tất cả các em và xin chúc tất cả các thầy mạnh khỏe, các cô mạnh khỏe, chúc tất cả các em mạnh khỏe và thành đạt. Xin hết ạ. Em xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của cô. Và cô ơi, cô có thể vui lòng cho em biết cô tên là gì không ạ? Có thể các anh chị còn nhớ nhưng mà em chưa biết cô tên là gì ạ. Tôi là cô Hoàng Thị Điểm, là giáo viên dạy môn lịch sử. Vâng, xin... ngày xưa không biết có anh chị nào bị tôi phạt chép bài những bao nhiêu những 20 lần không thì đứng đây giơ tay. Vâng, hôm nay là rất vui, rất cảm ơn các em nhé. Vâng, xin chào, xin cảm ơn. Vâng, em chỉ được cảm ơn cô Điểm với sự chia sẻ của cô rất là nhiều. Và những ai bị cô phạt thì giơ tay ạ. Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn của các anh chị bị phạt dành cho cô đi ạ. Vâng, thầy cô giáo nghiêm khắc thì chúng ta mới trưởng thành. Đó là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta trưởng thành, chúng ta cần phải ghi nhớ và ghi ơn công ơn của các thầy cô đã nghiêm khắc để ngày hôm nay chúng ta trưởng thành hơn đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì thưa toàn thể quý thầy cô và các anh chị, ai là người hạnh phúc nhất ạ? Vâng ạ, mọi người có đoán được ai là người hạnh phúc nhất không ạ? Vâng ạ, đúng rồi đấy ạ. Em đã nghe thấy từ phía một người thầy, một cô nói rằng các thầy cô là người hạnh phúc nhất. Và em rất đồng cảm với điều đó. Vì sau 20 năm gặp lại những học sinh ngày xưa, các thầy giáo, cô giáo đã dạy cho cái chữ, ngày hôm nay trưởng thành về đây và sống với tình yêu thương bạn bè
với sự trân trọng các thầy cô, điều đó vô cùng đáng quý. Và 25 năm qua, một cái quãng thời gian cũng khá là dài, một cái quãng thời gian mà đủ làm cho chúng ta có những cái nếp nhăn khiến chúng ta già hơn, nhưng cũng chính thời gian làm đầy thêm, làm dày thêm tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè, đúng không ạ? Đó là một điều vô cùng trân quý trong cuộc sống của chúng ta. Và chính vì lẽ đó mà chúng ta hãy dành cho tất cả các thầy cô và tất cả các anh chị một tràng vỗ tay thật lớn, thưa toàn thể quý vị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị rất nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục đặc biệt tiếp theo. Và có lẽ đây là một học sinh, một cựu học sinh cũng rất là trưởng thành từ mái trường này. Và đồng thời thì anh cũng là giáo viên, hiện tại đang là giáo viên giảng dạy tại trường. Nhưng đồng thời cũng là một thành viên của ảo thuật gia của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Và chúng ta xin được chào đón ảo thuật của anh Trần Thanh Hà, một trong các tay thật lớn của quý thầy cô và các anh chị ạ. Bye.
cảm ơn một tiết mục ảo thuật rất là đặc biệt của một cựu học sinh, của một người thầy, của một ảo thuật gia của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, anh Trần Thanh Hà. Và có lẽ với tiết mục đặc biệt vừa rồi, xin toàn thể quý thầy cô, quý nhà các anh chị hãy dành cho anh Trần Thanh Hà một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị rất nhiều. Và người ta từng nói rằng là thầy giỏi mới có trò giỏi, đúng không ạ? Và thầy cô của chúng ta ngày hôm nay quả thật rất tuyệt vời. Và ngay sau đây thì Thu Trang cũng xin được mời quý thầy cô cũng như các anh chị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức hai giọng hát của các thầy cô. Vâng, và ngay sau đây xin mời hai thầy cô sẽ lên sân khấu dành phần giao lưu. Vâng ạ, xin được mời cô giáo Ngọc Bích và thầy giáo Mai Ngọc, là hiện tại đang là phó hiệu trưởng nhà trường, với ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Với ca khúc này thì xin toàn thể các thầy giáo, cô giáo cũng như là các anh chị hãy dành một tràng vỗ tay thật đặc biệt để chào đón tiết mục của thầy cô ạ. Sông Hồng chảy vào đất Việt, ở trên anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em. Người chiến sĩ có tình yêu một mùa xuân, dù gió mưa dù mùa đông, mình rằng em luôn ở bên cho.
cảm ơn phần giao lưu của hai thầy cô rất là nhiều. Và Thu Trang cũng nghe thấy, vâng ạ, lời đề nghị của tất cả quý vị ở phía dưới muốn nghe giọng hát của thầy cô. Tuy nhiên thì để đảm bảo thời gian của chương trình thì chúng ta sẽ cùng gặp lại thầy cô trong những tiết mục sau. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta vừa được thưởng thức hai giọng hát rất tuyệt vời của thầy cô giáo. Và chúng ta cũng được nghe rất là nhiều những tiết mục văn nghệ đặc biệt đến từ phía các thành viên của khóa 1991-1994. Vâng, và ngay sau đây cũng sẽ là một tiết mục đặc biệt tiếp theo. Đó chính là con của một trong những thành viên trong khóa muốn dành tặng tất cả các thầy giáo, cô giáo và tất cả các bạn bè của người mẹ của mình. Vâng, và Thu Trang xin được giới thiệu giọng hát của bạn Trang Nhung, là con chị Phương Liên, với một nhạc phẩm rất nổi tiếng, ca khúc Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Và với ca khúc này, với tình cảm của mình, thì xin toàn thể các thầy cô cũng như các anh chị hãy dành cho bạn Trang Nhung một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Trang Nhung đã dành một nhạc phẩm rất là tuyệt vời để dành tặng tất cả các thầy cô và các anh chị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo, một ca khúc rất là nhẹ nhàng, một nhạc phẩm rất nổi tiếng, ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em. Và Thu Trang xin được hỏi giọng ca của anh Trần Tích đang ở đâu ạ? Vâng ạ, xin mời anh sẽ trở về sân khấu, và những tràng vỗ tay của toàn thể các anh chị, đặc biệt là lớp của anh Tích, một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ?
Cảm ơn quý thầy cô và các anh chị rất nhiều. Lớp 12C chúng em cũng kém tí khó chịu. Trước tiên em xin kính chúc các thầy cô giáo, các bạn khóa 91-94 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ hôm nay, em xin gửi tới các thầy, các cô, các bạn bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em. Anh xa em, giăng cung trời lại lón cơn thờ. Quyền quận thấy mình dài rộng thêm, xa cánh buồn một chút đã cô đơn. Xa sông ông ơi, hoa xa núi vãi bòn. Anh đâu phải là chiều mà nhuộm bài này nó tình quá. Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Vì vâng, vì sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em. Cái người mà làm anh nghiêng ngả ấy, chiều nay có đến không ạ? Có đấy. Wow. Vâng ạ, à, bạn gái nào vinh dự mà chiều nay anh ngóng đấy ạ? Có thể đứng lên được không ạ? Ôi, anh ơi, nhưng mà em lại thấy bạn trai đứng lên là như thế nào? Nghiêng ngả anh chẳng dám nói. Nhưng mà rốt cuộc thì là cái người mà làm anh nghiêng ngả là bạn nữ hay bạn nam ạ? Đứng cạnh anh à? Wow. Wow, một câu trả lời quá là thông minh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh, tối nay em mất ngủ.
Vâng, một lần nữa chúng ta xin được cảm ơn anh Tích rất nhiều với một nhạc phẩm rất là tuyệt vời trong chương trình liên hoan nghệ thuật buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo với phần biểu diễn của chị Phương Liên, ca khúc Thì Thầm Với Dòng Sông. Và với ca khúc này thì xin các thầy giáo, cô giáo cũng như là các anh chị hãy dành cho chị Phương Liên một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của chị trên sân khấu lúc này ạ. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Phương Liên xin kính gửi đến thầy cô giáo cùng các bạn niên khóa lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân thương nhất. Rất vinh dự cho Phương Liên hôm nay được về dự chương trình cùng với niên khóa trong buổi tối ngày hôm nay. Phương Liên là bạn của anh Trần Thanh Hà trong thầy giáo ở trường chúng ta ngày hôm nay. Rất vui hôm nay hai mẹ con Phương Liên về dự cùng với các thầy cô giáo cùng các bạn. Xin gửi đến một lần nữa xin chúc các thầy cô giáo cùng các bạn niên khóa lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân thương nhất. Dạ vâng, Phương Liên xin gửi đến quý vị một ca khúc Thì Thầm Với Dòng Sông. Xa vời và ngút mắt mênh mông, hết mưa sông sông và mây cánh đồng, hoa giấy nhà ai trong đó có chưa em về, anh có đợi em thôi. Đời hai ta, đời hai ta. Mênh mông muốn nói cùng anh, nói cùng anh sao khó nói, chưa em về anh có đợi em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trân trọng cảm ơn một món quà âm nhạc hết sức tuyệt vời đến từ chị Phương Liên, một người bạn của anh Trần Mạnh Hà, là một thành viên của khóa 1991-1994 đã gửi tặng cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý thầy cô và các anh chị thân mến, và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào một giai điệu vô cùng ý nghĩa trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc Nối Vòng Tay Lớn. Vâng, và ca khúc này xin được dành tặng tất cả các anh chị đến từ mọi miền của đất nước ngày hôm nay hội tụ về đây để tham dự chương trình hội khóa đặc biệt ý nghĩa này. Và ngay sau đây thì xin được mời tất cả các nghệ sĩ, chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu để cùng hát vang ca khúc Nối Vòng Tay Lớn. Vâng, và tôi cho xin được mời ban liên lạc của khóa đâu rồi ạ? Tất cả các anh chị sẽ lên sân khấu được không ạ? Vâng ạ, xin được mời ban liên lạc của khóa, lớp trưởng của các lớp đâu rồi ạ? Xin mời các anh chị, chúng ta sẽ lên sân khấu trước đi ạ. Vâng ạ, xin mời các nghệ sĩ sẽ trở về sân khấu ạ. Vâng, và xin mời quý thầy cô, quý nghệ các anh chị, chúng ta sẽ cùng vỗ tay thật lớn với ca khúc Nối Vòng Tay Lớn để khép lại chương trình văn nghệ đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin mời ban liên lạc cũng như là các anh chị ở phía dưới chúng ta lên trên đây được không ạ? Xin mời tất cả các thầy cô ạ. Mình cứ giang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tổ chức, chúng em xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các anh chị cô sinh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay.